người đàn ông chẳng may bị mắc kẹt trong bể bơi, một tuần liền không có gì nhét vào bụng, hơn nữa lại có một con cá sấu mắc kẹt cùng mình, vừa vật lộn với cái đói vừa phải vật lộn với con cá sấu, nam chính sẽ phải làm gì để tồn tại? Nào cùng vua phim xem bộ phim kinh điển của Thái Lan này nhé. Chuyện là thế này, Jay là một nhân viên của một công ty quảng cáo. Một hôm họ quay quảng cáo ở một hồ bơi bỏ hoang sâu 6 mét. Tiến trình diễn ra rất thuận lợi. Để quay phân cảnh cuối cùng, Jay đưa cả chú chó của mình vào đây, dùng tiếng còi thu hút chú chó bật nhảy. Không lâu sau thì quảng cáo cũng được quay xong. Phần lớn mọi người sau đó đều về hết. Còn Jay thì ở lại dọn dẹp nơi làm việc. Sau đó anh nằm trên chiếc giường bơm hơi nghỉ ngơi. Đồng nghiệp bên trong cũng bắt đầu mở miệng cống thoát nước, rồi ra phía ngoài xích chú chó lại vì sợ nó rơi xuống nước, đồng thời báo cho Jay biết là bể bơi đã bắt đầu thoát nước, khuyên anh hãy lên bờ sớm. Nói xong anh bạn này liền kéo vali chuẩn bị đi du lịch mấy tháng sau mới về, Jay thì vẫn nhàn nhã nằm trên mặt nước hưởng thụ, không hề để ý đến những lời anh bạn kia nói mà chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên chú chó trên bờ sủa điên cuồng, Jay liền giật mình tỉnh dậy, bỗng nhiên phát hiện nước trong bể đã rút chỉ còn một nửa. Quái gở hơn là cái bể bơi bỏ hoang này lại không hề có nối lên, không thể tự mình trèo lên được. Anh ra sức dùng tay vịn vào, khiến móng tay anh bị xước ra. Jay vội vàng lấy thắt lưng trên bộ đồ băng bó lại, sau đó lại lôi chiếc giường bơm hơi qua, anh muốn đạp lên đó để trèo lên. Nhưng do cái phao quá mềm không chịu nổi sức nặng của anh, Jay không thể chịu được nữa đành phải kêu cứu. Nhưng đây là hồ bơi bỏ hoang, xung quanh không có ai. Anh lúc này nhớ ra điện của mình để ở cạnh bể bơi. Cũng đúng lúc này thì bạn gái gọi điện đến. Chiếc điện thoại đổ chuông rung nhích từng chút một đến mép hồ. Lúc này chú chó lại kích động sủa lớn, thậm chí nó còn muốn nhảy xuống cứu anh, kết quả lại bị sợi dây xích cổ giữ lại, suýt nữa thì bị siết chết. Jay đành phải lựa chọn đi cứu chú chó cưng trước. Bất đắc dĩ nhìn chiếc điện thoại rơi xuống nước, không ngờ rằng nó vẫn đang sạc pin nên bị dây điện giữ lại, làm nó treo lơ lửng giữa không trung. Điều đó làm Jay lóe lên một hy vọng mong manh, anh nhanh chóng bơi qua đó, một cú đập quá mạnh trực tiếp làm điện thoại rơi xuống nước, cũng vì thế mà hy vọng duy nhất của anh cũng đã bị hỏng. Qua đây cho ta thấy một chiếc điện thoại chống nước nó quan trọng như thế nào. Lúc này trên bờ một anh shipper đi vào để giao pizza, lại đúng lúc Jay đang lặn xuống đáy hồ dùng áo chặn miệng cống thoát nước. Anh không muốn để mực nước tiếp tục giảm xuống, kết quả lại bị dây xích ở quần bị vướng vào miệng cống, làm anh phải vùng vẫy vật vã dưới đáy hồ nhưng vẫn không thể thoát được. Trên bờ anh shipper nhìn một lượt quanh bể bơi nhưng chẳng thấy ai, liền gọi điện xác nhận, hóa ra là anh chàng đồng nghiệp trước khi đi đã đặt thức ăn cho Jay. Sau khi phát hiện không có ai thì đặt pizza xuống rồi cũng rời đi. Đợi đến khi Jay vùng vẫy mệt đến chết cuối cùng cũng nổi lên được mặt nước, thì anh chàng shipper đã lên xe mà đi mất rồi, hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu cứu của Jay. Jay lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng, đành nằm nghỉ một chút trên chiếc giường hơi. Không lâu sau đó cô bạn gái ngớ ngẩn lại tìm đến, nhìn thấy anh đang nằm ngủ bên dưới, hoàn toàn không quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh. Cô muốn tạo một bất ngờ cho anh, đứng trên mực nhảy của hồ bơi với ý định nhảy xuống dưới. Sau khi chú chó phát hiện ra hành vi đâm đầu vào chỗ chết của cô thì sủa lớn, khiến Jay giật mình tỉnh dậy vội vàng hét lớn ngăn bạn gái nhảy xuống. Tiếng hét đó vô tình làm cô bạn gái giật mình mà đập đầu vào bục nhảy, làm cho phần gáy của cô chảy rất nhiều máu, nước hồ bơi cũng vì thế mà bị nhuộm đỏ, còn cô thì đã bất tỉnh nhân sự ngay lập tức, đúng là đã đen lại còn rậm lông. Mà trời lúc này lại bắt đầu đổ cơn mưa, Jay bất đắc dĩ lặn xuống đáy hồ, lấy cái áo đang chặn cống thoát nước để băng bó cho bạn gái, cuối cùng thì máu cũng ngừng chảy. Nhưng ông trời lại trêu đùa anh, một con cá sấu lại bị sổng ra từ sở thú gần đó. Bây giờ đến gần bể bơi này, vốn dĩ nó muốn ăn thịt chú chó, nhưng lại ngoài ý muốn bò đến đường ống thép trượt chân rơi thẳng xuống bể bơi. Jay lúc này lại càng thêm tuyệt vọng, liên tục lặn xuống đáy hồ để tìm kiếm vị trí của con cá sấu. May mà nó cũng không tấn công hai người ngay lập tức, mà lại tìm một nơi để ẩn nấp trước. Tinh thần của Jay luôn căng như dây đàn, cả đêm nhìn chằm chằm con cá sấu không dám đi ngủ. Cứ như vậy đến ngày thứ hai, nước trong hồ đã cạn sạch, con cá sấu thì vẫn nằm im để rình rập, cô bạn gái thì cũng nằm im chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Jay lúc này phát hiện ra một que thử thai trong túi quần bạn gái, thì ra cô ấy đã mang thai đứa con của anh. Trái tim Jay lại càng thêm đau nhói, anh quyết tâm phải cứu được hai người ra ngoài, nhưng vết thương của cô cần phải được xử lý ngay, mà thứ có thể băng chỉ có cuộn băng dính đồng nghiệp lúc trước vứt xuống. Xui xẻo thế nào bây giờ nó lại nằm trong miệng con cá sấu. Jay nhẹ nhàng đến gần thăm dò 5 lần 7 lượt, cuối cùng cũng thành công lấy được cuộn băng dính, rồi sau đó tiến hành băng bó đơn giản cho bạn gái, mớm thêm cho cô một chút nước để duy trì sự sống. Jay thử trốn ra ngoài theo đường cống nước, mở nắp ra anh phát hiện bên trong có một đường ống dài, nhảy vào trong đó tìm lối thoát. Sau khi đi qua một đoạn đường ống quanh co thì anh đến được một không gian chật hẹp, không ngờ lắp cống cũ rích như vậy lại đi kèm với một ổ khóa siêu chắc chắn, đúng là xui xẻo đến mức ông bà cũng không thể gánh nổi. Mà lúc này bên dưới bể bơi cá sấu đã chậm chậm bò đến gần cô bạn gái, Jay phát hiện ra thì chạy như điên về, kịp thời nắm được cái đuôi con cá sấu quật qua một bên. Cuối cùng cô bạn gái cũng đã tỉnh lại rồi, nhưng cô vẫn còn rất yếu. Đến đêm chú chó thông minh tìm được hộp pizza ném xuống cho bọn họ, hai người cuối cùng cũng có sức chiến đấu tiếp.
Dây dùng băng dính ghép lại thành tín hiệu cầu cứu thật lớn. Đến ngày thứ tư cá sấu đẻ ra rất nhiều trứng. Hóa ra trước giờ nó không tấn công hai người là vì muốn giữ sức sinh sản. Nhìn những quả trứng hấp dẫn mê người này, Dây giả vờ ngất xỉu. Thế là con cá sấu bị lừa nhanh chóng bò qua chỗ anh, rồi rơi vào miệng cống thoát nước đã được anh bẫy từ trước. Trong giây phút đói sắp chết, họ không chọn cách ăn sống trứng cá sấu, mà bắt đầu tìm tòi mọi cách để có thể tạo ra lửa. Lửa đã có họ cho trứng lên luộc chín. Cũng vì thế mà hai người có thêm chút sức lực để tìm cách thoát ra. Nhưng cái hồ bơi này cao tận 6 mét, cho dù có chồng thêm một người nữa thì cũng khó lòng mà thoát. Họ đành tiếp tục chuyển hướng kế hoạch. Hai người chọn cách tiếp tục trốn trong cống thoát nước, mở nắp cống cho cá sấu ra ngoài, còn mình thì chui vào đi đến nơi nhỏ hẹp để nghỉ ngơi một đêm. Đến ngày hôm sau, trên bầu trời xuất hiện một chiếc dù lượn. Dây nhìn thấy mà vui mừng không kể xiết. Anh quay trở lại hồ bơi nguy hiểm nhưng rồi lại thất vọng, vì anh phát hiện ra đó chỉ là một chiếc máy bay không người lái. Lúc này đột nhiên gió thổi đứt một dây thép làm nó rơi xuống. Dây liều mạng nắm lấy tay bị cứa vào máu me đầm đìa. Sau một thời gian chịu đau thì anh đã gần đến đích, nhưng hy vọng lần nữa lại bị dập tắt. Dây thép bị đứt làm anh bị rơi xuống mà ngất xỉu luôn. Nếu không phải con cá sấu bò đến cắn chân anh, chắc anh cũng không tỉnh. Bản năng sinh tồn mạnh mẽ khiến anh vung chiếc thùng lên điên cuồng tấn công. Cá sấu thấy không đánh lại lần nữa quay đầu bỏ đi. Nó muốn đợi anh chết mới qua ăn thịt. Sau đó bầu trời đổ cơn mưa như suối xả. Dây nhấc ghế sofa lên đè vào con cá sấu, rồi kịp thời chạy được vào cống thoát nước. Đầu óc anh bây giờ đột nhiên tỉnh táo hẳn. Đường cống thoát nước dài như vậy, tại sao mình cứ đi theo một hướng? Rõ ràng còn con đường khác cơ mà. Anh liền lết cái chân đang bị thương bỏ về phía trước. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Đến nơi, Dây nhanh chóng mở nắp cống. Lên đến nơi, anh mới phát hiện có hai hồ bơi. Anh chỉ là từ bên này qua bên kia mà thôi. Dây lại tuyệt vọng than khóc giữa trời, bó tay rồi đành quay lại chỗ bạn gái để xem cô ấy như thế nào. Anh tuyệt vọng lết đi nhưng cơ thể không chịu nổi, cộng thêm việc bị mất quá nhiều máu nên đã ngất xỉu. Lúc này chiếc máy bay không người lái lại bay đến, lượn một vòng rồi rơi vào bể bơi. Bên trên hai người một lớn một nhỏ từ đâu đi đến. Họ dựng thang trèo xuống để nhặt máy bay, nhìn thấy tín hiệu cầu cứu và vết máu. Họ không nghĩ đến việc cứu người mà chỉ cảm thấy sợ hãi. Thế nên khi nhặt xong thì cũng nhanh chóng rời khỏi đây. Tuy Dây không kịp gọi những người đó lại, nhưng may mà cái thang vẫn còn ở đó. Anh chỉ cần đi qua đó là được cứu rồi. Lúc này con cá sấu cũng đã nghỉ ngơi xong. Nó bắt đầu tìm Dây để báo thù rửa hận cho con nó. Vì bản thân và bạn gái, Dây liều chết quấn sợi dây thép vào tay, rồi lao vào chiến đấu với con cá sấu hung dữ. Không ngờ ống xi măng được buộc với cái thang do trời mưa trơn trượt lên đã lăn đi mất. Chiếc thang cũng vì thế mà bị kéo đi. Còn cô bạn gái đang trốn trong đường ống nước, có lẽ là não đã bị ẩm IC, vì sợ cá sấu tấn công lên đã dùng chiếc thùng chặn ở miệng cống thoát nước. Trời đổ mưa lớn, nước ngày một dâng lên, sắp chết đuối đến đít rồi. Dây ở phía bên này đã bắt đầu nản chí, anh không muốn chống trả nữa. Con cá sấu lần nữa lại tiến đến, nó há to cái miệng toàn răng ra. Ngay lúc anh sắp bị cá sấu ăn thịt, thì nghe được tiếng thổi còi cầu cứu của bạn gái. Ý chí chiến đấu của Dây lại bùng cháy mãnh liệt. Anh bất ngờ cầm một cái cây chặn mồm con cá sấu lại. Chú chó trên bờ đã quen nghe theo hiệu lệnh của tiếng còi. Khi nghe thấy âm thanh đó, nó liền nhảy xuống, mà cái cổ thì vẫn đang bị xích. Thế là chú chó yêu quý đã ra đi mãi mãi. Cô bạn gái cũng đuối nước mà dần dần chìm sâu xuống đáy hồ. Giây phút cuối cùng, Dây ra sức cầm một ống thép, bật nhảy thật cao kết liễu đời con cá sấu. Sau đó nắm lấy xác của chú chó mà cố gắng trèo lên. Cuối cùng cũng có thể trèo lên được, thoát khỏi cái bể bơi ác mộng này. Lên trên, anh cố gắng cậy mở nắp cống, rồi nhảy vào trong nước cứu bạn gái. Nhờ được sơ cứu liên tục, cô bạn gái cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Hai người coi như đã cùng nhau vượt qua tử thần. Họ có thể cùng nhau đón đứa con đầu lòng của mình. Phim đến đây cũng hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo. Bye bye. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để mình biết nhé. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye.